được cái một chiếc xe ăn hàng xóm trên thị trường với mức giá không hơn 1.000 đô la Mỹ, tức khoảng 2.700 triệu đồng Việt Nam. Nếu nghiên cứu kỳ vọng công nghệ mới sẽ được đưa vào sử dụng trong gần 5 năm tới. Ngoài ra công nghệ này cũng đang được xem xét để ứng dụng lên các loại máy móc khác như máy cào sàn. Ok, very good. Có, không thích cái loại nào? Là nào? Tôi muốn giờ là nhiều biết phương đông. Rồi nào? Cái này của ai? Này của ngoại, này của ai? Này của ai? À rồi, ok. Vậy có bây giờ thì có uống cái này nha. Sống động và sắc sảo. Cái này nha. Thực tế không phải vậy. Thực tế chúng ta hãy cùng xem nhé. Con mở đi. Bận sao? Sao? Với cái tục lệ tiếp tục trồng một nếp sao? Cung ông Kisuke Toshima ở Mỹ kể từ hôm trước. Sao? Sau đó, đúng này hả? Có quy pháp về đúng ok. Chứ không phải hàng ngày hay sữa formula. Để hoàn thiện thành công. Sô cô la. Tiếp theo, anh chỉ cần bổ sung thêm vài chi tiết nữa là hoàn thành bức tranh. Kỹ thuật vẽ trồng một nếp sô cô la và sự phải khéo léo và có sự tập trung cao độ. Này của con chứ? À, này của ba hả? Đức ca sĩ Toshima đăng của con đâu? Trên Facebook trong ngày 5 tháng 8 vừa qua đã nhận được hơn 2 triệu lượt xem. Kể từ năm 2014 đến nay, Toshima đã thử cái này có các buổi biểu diễn và ba lấy đồ cho con này và trưng bày các tác phẩm của mình tại nhiều nước trên thế giới. Người dân xứ Cờ Hoa đã có cơ hội chiêm ngưỡng những vị thực thực và một phần kỳ thú. Để không bỏ lỡ khoảnh khắc trăm năm bố tấu hoạt động này, thì hàng triệu người đã tự trang bị cho mình các thiết bị từ chuyên dụng tới tự chế để quan sát. Và trước khi kết thúc chương trình vừa tin 28 giờ trưa nay, mời quý vị và các bạn cùng xem lại một số hình ảnh vui nhộn tại sự kiện. Ok, ok, rồi con vô đi. Nhật thực bắt đầu xảy ra ở bang Oregon vào lúc 10 giờ 16 phút ngày 21 tháng 8 giờ địa phương. Bà xé dùm hai con tự xé. 6 phút sáng nay 10 giờ Việt Nam. Bà xé nha. Người dân và du khách đã xé. Con không biết xé à? Con biết uống không? Suốt 2 phút. Sau đó biết xé mà con biết uống hả? Thực toàn phần tiếp tục diễn ra trong khoảng thời gian 1 giờ 30 phút khi bóng mặt trăng đi về từ Hawaii sang vào trên một dải đất dài 4.200 km qua 10 tỉnh bang. Bà đọc hết luôn phải không? Dạ à, đọc hết luôn. À, để đây bà lấy cái mũ cho ba quậy cho. Rồi, lắc lên. À, hết à? Lắc lên. Dạ. Cái này nó đi xuống, đi xuống. Cái này chúng tôi xin kết thúc chương trình người tin 24 giờ. Rồi, ok. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian. Ok, để ba. Rồi, con uống hết cho mọi người coi nha. Sao? Con nằm xuống uống đi. Nằm xuống uống sữa. Ờ, giỏi quá. Đây. À, nằm uống cũng hết rồi. Giỏi quá, bé Hào Thiên giỏi quá.